Hello everyone, welcome back to Hello How và Mix It Up, kênh YouTube hướng dẫn chia sẻ về văn hóa thế giới đủ bằng sự trải nghiệm, và người đó chính là How. Cocktail chính ngày hôm nay sẽ là một cocktail rất là đặc biệt dành tặng riêng cho tất cả các bạn trong mùa dịp Halloween này. Và cocktail được mang tên Halloween. Thì có những cái phương pháp mà mình có thể làm Halloween cocktail là, thứ nhất là màu sắc, thì bạn có thể chọn những cái màu như là màu đen, màu tối, thì bạn có thể sử dụng như là sweet vermouth để có thể làm, hoặc là whiskey để làm những cái màu tối đó. Rồi bạn có thể đặt một cái name, một cái tên nó thật là kêu để cho là Halloween, hoặc là bạn có thể sử dụng những cái loại như là syrup, như là bạn có thể làm strawberry syrup là dâu đó, hoặc là dùng puree, thì bạn có thể làm cái đó để mà chét lên cái miệng ly giống như là máu me chảy xuống, rồi mình cũng đặt một cái tên thật là lạ. Nhưng mà hôm nay thì Hào vừa khám phá ra một cái món cocktail mà sau tất cả những cái research mà mình làm thì Hào sẽ làm một món cocktail mà các bạn sẽ thấy được cái flame, cái fire là cái lửa. Bạn sẽ thấy lửa trong cái món cocktail này. Và nếu như mà bạn nào mà muốn thực hiện cái này ở nhà đó, thì Hào cũng sẽ chỉ cho các bạn một cái cách mà không có cần phải làm thật là crafted như là Hào làm. Bởi vì các bạn hiểu thì Hào là bartender, thì Hào là bar manager trước đó nữa, nên là khi mà nghĩ về một món cocktail thì Hào sẽ nghĩ nó rất là cầu kỳ và nó rất là crafted. Nên bạn nào mà muốn xem hết cái video này, bạn muốn có một cái cách nào làm khác để làm ở nhà cho cái mùa Halloween này, để mọi người có thể cùng thưởng thức và có thể thấy được cái sự thú vị khi mà mình có thể bật lửa lên cocktail của mình, thì các bạn hãy xem hết cái video này nhé. Và những thành phần chúng ta cần để làm cho món cocktail này, Hào đặt tên món cocktail này là Halloweeny. Thì chúng ta sẽ cần thành phần như sau. Về liquor thì Hào sẽ sử dụng main liquor là Matassa Brandy, sẽ sử dụng vodka, triple sec, apple cider and bitters. Còn juice thì mình sẽ cần pineapple puree, lemon, đường, cinnamon powder và lemon extract là lemon tinh dầu chanh. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm món cocktail Halloweeny bùng cháy như thế nào, thì hãy đợi xem hết cái tập này nhé.
âm Halloweeny. Chưa bao giờ mà làm một cái cocktail mà nó messy, nó tùm lum như thế này hết, nhưng mà rất là vui không các bạn. Hy vọng các bạn đã thấy được những cái hiệu ứng mà họ làm, như là thảy cinnamon powder vô để cho nó làm nên những cái tia lửa, cũng như là cái miếng chanh này. Thì bây giờ mình sẽ nói về cocktail này, nhưng mà trước khi nói mình sẽ thử nhé. Trời, bây giờ thử sao cho nó biết. Wow. Yum. Các bạn sẽ thấy được cái mùi thơm, bởi vì họ dùng thơm puree. Nhưng mà thơm puree có nghĩa là mình sử dụng cái thơm ha, rồi mình xay lên, mình để thêm miếng nước đường vô thì nó sẽ còn lợn cợn, gọi là puree. Khi nào mà syrup á, thì mình đã vớt hết cái bã của nó rồi thì gọi là syrup. Bên cạnh đó thì họ sử dụng brandy và một chút vodka. Lý do là vodka sẽ làm mịn cái brandy, mà họ muốn dùng brandy đó là để cho nó một chút cay nồng khi mà mình để vào cái chai thơm này. Mùi đặc biệt là hào nướng cái thơm của mình lên để cho cái mùi của thơm nó khét chút xíu. Bên này gọi là smoky. Các bạn có bao giờ mà đi ăn ở nhà hàng của những người gọi là islanders, có nghĩa những người mà sống trên đảo ấy, thì họ có những chai thơm rất là nhiều, ví dụ như là Hawaii bên này, hoặc là những cái nơi như là người Jamaica. Jamaican là họ là những cái người mà sử dụng thơm rất là nhiều trong ăn uống, thì họ muốn cái vị của cái thơm á là nó một chút khét khét ở trong này thì sẽ làm cái cocktail mà rất là thú vị. Như các bạn thấy đó là Hào nướng nguyên cả một trái thơm và nướng cái mấy miếng thơm này chỉ trong vòng khoảng 20 phút thôi. Khi nào mà nó thấy khét rồi thì sau đó mình sẽ để cái trái thơm này vào trong cái tủ lạnh ngăn đá để mình đông cho nó cứng lại, rồi còn thơm thì mình sẽ lấy mình làm puree ha. Còn về cái phần hiệu ứng á, thì nếu như mà bạn mà hiệu ứng này thì Hào đã học được từ những cái người bạn bartender trước của mình, cũng như là một số research trên mạng. Thì nếu mà bạn để mà có thể làm được cái lửa ở trên cocktail thì có hai cách. Đó là thứ nhất là bạn sẽ sử dụng rum. Rum là cái loại liquor ha, rum. Nhưng bạn phải lựa được cái loại rum mà cái proof của nó là hơn 100. Thì là có một cái loại rum là 151. Rum thì cái loại đó là sử dụng để mà làm lửa ha. Thứ hai là bạn có thể sử dụng lemon extract. Lemon extract có nghĩa là cái tinh dầu chanh dùng ở trong baking là làm bánh, là làm bánh á, thì là tinh dùng tinh dầu chanh. Thì các bạn làm như Hào làm á, thì mình sẽ nạo trái chanh này ra, sau đó đó là mình để đường vào, rồi mình sẽ đổ cái tinh dầu chanh lên. Thì cái tinh dầu chanh này á, nó sẽ làm cho cái lửa mạnh hơn cả cái rum nữa, và cái ngọn lửa nó sẽ đẹp hơn. Rồi nếu mà mình muốn làm ra những cái tia lửa như Hào làm á, thì mình sẽ sử dụng cinnamon powder, có nghĩa là cái powder, cái quế powder này các bạn. Thì bạn chỉ cần thảy lên thôi là nó sẽ làm lên lửa như thế này thì rất là đẹp. Cuối cùng thì Hào để thêm cái apple cider này vào, thì Hào muốn là cái texture của nó có một chút bubbly, một chút sủi bọt, nó sẽ vui hơn khi mình uống cái này. Và cái apple cider với lại cái cinnamon và cái thơm nó sẽ hòa quyện với nhau rất là đều. Đó là cái cách mà Hào muốn làm cho cái cocktail này, cái hương vị loại trái cây. Nhưng mà cái điều quan trọng là Halloween cocktail thì Hào muốn đem đến cho các bạn một cái visual, một cái hiệu ứng hình ảnh nó lạ hơn. Đây thực sự không phải là cái gì quá khó, cái đây là dựa trên một cái gọi là tiki cocktail. Rồi và bây giờ nếu mà các bạn ở nhà, các bạn muốn làm cái này mà các bạn không có đủ đồ như Hào làm thì bạn xem như thế nào? Rất là dễ dàng thôi các bạn, chỉ như là ai cũng sẽ có trái thơm nữa mà. Thì thơm bạn sẽ không cần phải nướng đâu, mà chỉ cần có thể mua nước thơm ở ngoài. Rồi bạn lấy cái ruột thơm ra, bạn để như thế này để chúng ta có thể làm cái ly, thay vì mình để trong cái ly ha. Rồi liquor đó thì bạn có thể sử dụng các loại liquor mà bạn thích cũng được. Bạn có thể sử dụng tequila rất là ngon, rum sẽ càng ngon hơn nữa. Hoặc là nếu bạn thích thì bạn có thể làm whisky luôn, bởi vì bạn thích whisky. Vodka thì quá tuyệt vời rồi. Rồi sau đó thì bạn có thể để nước chanh vào nè, để thơm vào. Rồi bạn có thể tìm được cái loại mà apple cider này thì rất là ngon. Và nếu bạn có thể tìm được cinnamon bỏ vào nó cũng tốt, càng tốt thì nó sẽ thêm cái mùi. Nhưng mà cái điều quan trọng là nếu như bạn ở nhà, bạn có một cái buổi party, Halloween party, thì bạn làm sao để bạn thể làm cái lửa này. Thì nó chỉ các bạn rồi đúng không ạ? Chỉ cần làm cái trái chanh này, để đường vào. Cái điều mà để sao làm sao mà cho cái trái chanh này nó cháy lâu hơn á, thì bạn chỉ cần để nạo cái chanh ra ha. Bạn phải để nó thật là khô, sau đó bạn đổ đường vào. Thì khi mà đó là chanh khô, nó sẽ không có hút cái đường, nó sẽ không có hút cái nước chanh, nên khi mà mình đổ cái lemon extract, cái tinh dầu chanh vào á, hoặc là rum vào á, thì nó sẽ đốt cháy lâu hơn. Đó là cái trick ha.
Rồi nếu như mà bạn thích thì bạn có thể làm nguyên một chiếc thơm này luôn. Bạn đổ đường hết đầy một chiếc thơm này rồi bạn để lemon oil vào, lemon extract vào thì nó sẽ cháy nguyên một cái chiếc thơm này luôn. Nhưng mà bạn có thể yên tâm một điều là cái này nó cháy rất là nhẹ nên mình sẽ không có sợ những cái chuyện là nó sẽ cháy bùng phát như thế nào đó. Ok, vậy là cái tập về Halloween này đã sẽ kết thúc tại đây và cảm ơn tất cả các bạn đã xem đến cái thời điểm này và hy vọng là các bạn sẽ có một cái mùa Halloween thật là vui và hóa trang thật là đẹp nha các bạn. Nếu mà các bạn yêu thích kênh YouTube của Hào thì đừng quên nút like, subscribe và chia sẻ, và đừng quên để lại những comment cho Hào. Các bạn nếu mà có thử này thì nhớ là để lại comment cho Hào nhé. Và các bạn nghĩ gì về cái tập ngày hôm nay? Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo của Hello Hào. Bye bye. Fuck.